Chúng tôi đã lắng nghe là bạn muốn có thêm một dòng sản phẩm mạnh hơn và chỉ cho bạn. Murad đã phát triển thêm dòng sản phẩm với tên gọi là Professional. Murad Professional với công thức mạnh chuyên nghiệp đã sử dụng tại phòng khám của bác sĩ Murad. Với đẳng cấp cao về ứng dụng các thành phần chủ lực và hiệu quả, công nghệ chống lão hóa da tân tiến và độc quyền, tạo nên công thức độc đáo của dòng sản phẩm Murad Professional. Mang lại kết quả cực kỳ cao, làn da tươi trẻ thanh xuân mà lại không cần đến phẫu thuật. Đôi mắt của tôi khiến tôi trông già hơn trước tuổi. Tôi không ngủ được và đôi mắt tố giác điều đó, gây ra khuyết điểm tạo thêm nếp nhăn. Tôi muốn có sản phẩm mang lại kết quả nhanh. Có thể bạn đã nghe nhiều phàn nàn này từ khách hàng và người thân. Murad giới thiệu dòng sản phẩm đặc biệt giúp nâng cơ vùng mắt, một trong những công thức đột phá về chống lão hóa da của bác sĩ Murad, giúp mang lại đôi mắt trẻ trung cấp kỳ. Bằng cách nào? Sản phẩm này chứa đựng các tinh chất làm nâng cơ cho vùng da mắt mỏng manh, với công nghệ căng da độc quyền giúp làm đầy vùng da bề mặt, mang lại kết quả nâng cơ và căng da vùng mắt cấp kỳ, giúp giảm nếp nhăn và chân chim mạnh gấp 2 lần và tức thì. Sự thật thì 93% người sử dụng sản phẩm này cho thấy làn da mềm mượt hơn tức thì, 89% người sử dụng cho thấy giảm nếp nhăn và chân chim sau 1 tuần. Acid hyaluronic hình cầu giúp hút và giữ nước vào sâu bên trong bề mặt da, chiết xuất từ yến mạch Orkano và polymer làm săn da giúp nâng cơ và căng da. Phức hợp từ casein, vitamin, kẽm và các acid amino được lựa chọn giúp mang lại làn da tươi trẻ và thanh xuân lần nữa. Dùng ba ấn sản phẩm và thoa vào dưới mỗi bên mắt và dọc theo vùng xương mắt. Dùng ngón tay kết nối các điểm sản phẩm lại với nhau. Đắp miếng mặt nạ mắt từ vùng dưới mắt đến đuôi mắt. Định vị mặt nạ lên vùng mắt một cách nhẹ nhàng và thoa nhẹ động tác hướng từ dưới lên. Chờ khoảng từ 10 đến 15 phút. Tháo miếng mặt nạ mắt ra, massage nhẹ nhàng những sản phẩm còn nằm trên da. Cảm giác hơi châm chích là bình thường. Sử dụng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Sản phẩm Eyelid Firming Treatment của Murad giúp nâng cơ vùng mắt và giúp khách hàng trông trẻ hơn nhiều tuổi trong vòng 10 phút.